Thao chim cô gáy xin chào tất cả các quý vị các bạn đang xem cái kênh chim cô gáy hay của mình. Thì giới thiệu với các bạn, mình tên là Vũ Văn Thao, tuổi thì cũng còn trẻ thôi, năm nay mình cũng chưa đầy 40 tuổi. Hôm nay thì mình cũng mạnh dạn đưa lên cái clip của bên trại chim số 2 của mình, thì với cái chủ đề là nuôi chim cô gáy sinh sản bán hoang dã. Ở trên màn hình các bạn là con chim nó được nuôi để là bán hoang dã với cái chim sinh sản. Thì cái kênh chim cu ấy hay của mình thì cũng đã phát triển khá là lâu, bản thân mình cũng gắn bó nuôi chim cũng từ lúc còn thời còn chăn trâu cắt cỏ. Thì trước khi cái chủ đề này diễn ra thì mình cũng có thể cũng giống máu với một số anh em trên diễn đàn, cũng thích bắt chim bắt sáo, trèo cây rồi nuôi chim bộ từ nhỏ, và đến bây giờ thì mình cũng đã gắn liền với con chim cũng như cái sự nghiệp của mình. Giới thiệu qua về cái ý nghĩa của cái con chim cu gáy, thì lớn lên thì cũng được biết các cụ truyền lại là con chim này là xuất phát từ cái miền quê Bắc Bộ, và nó thường sống ở những cái bới hóp, những cái cây tán lớn như cây sấu hoặc là cây nhãn, và đặc biệt là lúc 10 giờ trưa trên những cái bới tre, trên những cánh đồng có những cái vựa lúa vựa ngô, chúng mùa sinh sản, chúng sẽ gọi bầy, chúng sẽ gọi bạn tình, và tiếng gáy của chúng cất lên thì bà con đi cấy đi cày, ngồi ở bóng cây đầu nàng gốc đa cảm thấy là rất là khoan thai, rất là dễ chịu. Cái con chim này thì nó có cái ý nghĩa của nó rất là hay, nó gợi lên một cái sự thái bình yên ả, yên bình của một cái miền quê Bắc Bộ. Nó mang lại cái cuộc sống yên ấm cho không có chiến tranh. Và con chim này thì đặc biệt là chúng có một số người thì gọi là con chim cu đất, một số vùng thì gọi là con chim cu cườm cu đất, bởi vì các bạn trên thấy là trên màn hình của chúng thì chúng sẽ ăn ở trên mặt đất. Và mở ngoặc với các bạn là các bạn muốn nuôi con chim gì thành công thì các bạn phải quan sát trong thực tế của chúng, chúng sống với cái môi trường thực tế như nào, thì khi các bạn nuôi thuần hóa thì các bạn cũng sẽ phải đưa nó về cái đặc tính cũng như cái môi trường như vậy. Thì cái con chim này thì nó rất là thuần và rất là gần gũi với con người Việt Nam. Nó có giá trị về mặt tinh thần là nó gần gũi thân thiện, đặc biệt là cái màu sắc của cái bộ cườm óng ánh của chúng. Đôi mắt rất là khôn và nhanh nhạy. Một cái điểm nữa mà con chim này được bảo tồn và được nhiều người yêu quý là con chim này có giọng gáy, tiếng gù, có thể là chu nèo vấp hoặc là tiếng bổ hậu 2, hậu 3, hậu 4, hoặc là cái chân của nó rất là đỏ. Đặc biệt là cái chim cu miền Bắc thì nó đẹp hơn chim cu miền Nam. Nói như vậy thì các anh em ở trong miền Nam cũng hết sức thông cảm. Các bạn trên màn ảnh các bạn thì có thể nhìn thấy cái gia đình chim đang sung túc. Con chim đã bón bón mồi cho con. Và cái con chim này thì nó cũng rất là dễ thuần hóa. Khi các tay bẫy, các bác bẫy thì các bác về các bạn có thể là nhổ lông đuôi hoặc cắt cánh đi, hạ thổ hoặc cho vào cái lồng hẹp, thì sau một thời gian thì chúng cũng sẽ thuần hóa thôi. Cái chu kỳ về con chim này thì nó cũng tuổi thọ của nó thì vòng đời của nó thì rất là dài. Nếu như mà các bạn nuôi như mình đang nuôi bán hoang dã như này, cho ăn tốt, không dính nắng mưa, không thì có thể sống đến vài chục năm, trên 30 năm. Và một trong những cái yếu tố nữa là con chim này thì nó ăn cái thóc là chính. Tất nhiên là trong thực tế thì mình thấy là nó ăn ở dưới mặt đất, nó ăn trứng kiến, rồi ăn những cái côn trùng như con mối hoặc là những con
bọ ở những cái khóm lạc hoặc là những khóm vừng. Chúng cái món ăn khẩu khoái của chúng là thành phần những cái hạt, những ngũ cốc thơm, lúa, ngô, bắp, vừng, kê, đậu, đỗ, và một số những cái con côn trùng mang kiến, mối hoặc là những cái con ở những cái bờ bụi mà sống sát mặt đất ở dưới những gốc cây. Thì cái phân của chúng thì rất là thơm, chúng không 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 có mùi như là phân chim chích chòe, phim chà mào ăn cám, là chúng mùi khi các bạn nuôi thì thường là tạo ra mùi khó chịu trong nhà, nhưng con chim này thì không 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 có mùi. Và theo một số cái quan điểm về mặt tâm linh thì thực ra nuôi chim là rất tốt. Chúng ta mắc phải một cái lỗi nhẹ là chúng ta kìm hãm cái sự tự do của chúng, nhưng cái công của chúng ta thì lại lớn hơn cái lỗi đó. Nó là chúng ta cho chúng cái sự an toàn, chúng sẽ yên ấm trong một cái thể tích như thế này, và chúng có cái tình cảm với mình có tình cảm với chúng. Chúng không phải kiếm mồi, chúng không bị săn bắn, chúng không bị mưa bão, và chúng sinh con ra thì các con của chúng thì được nuôi dưỡng thuần hóa và trao từ những cái người nuôi nọ đến người nuôi kia. Mình rất mẫn cảm cái việc là các bạn mua bán về cái chim thịt. Mình không bao giờ mình bán chim thịt cả, mình chỉ thích cho những người nào bán cho những người nào nuôi chim thôi. Trở lại vấn đề thì cái video hôm nay thì từ bấy giờ thì mình cũng không nói nhiều về cặp chim trên màn hình. Thì các bạn có thể thấy là mình ra một câu đố nho nhỏ, các bạn chắc là từ bấy giờ các bạn có thể quan sát hai cái hình dạng của hai con chim. Một cặp chim đã đẻ cho mình cứ mỗi một tháng là một lứa, với cái cách nuôi của mình như này là nuôi bán hoang dã, và mình bỏ ra xây sướng rồi lưới rất là công phu, hạ thổ và thể tích rất là rộng. Thì cái ưu điểm của cái này thì các bạn không phải dọn chuồng và con chim rất là khỏe, có nắng, có gió, có mưa, có đất, có cát, có gì, có sự an toàn. Khi gặp con mèo, con chuột thì một chuột thì không thể vào được rồi, cái lưới rất là nhỏ. Con mèo thì chim có thể là đứng sát vào vách tường bao kia thì nó cũng không hoảng loạn gì cả. Tối mình cắp điện, mèo cũng không đến được. Một cặp vợ chồng chim như thế này thì nó là cái giống điển hình ở cái trại chim của mình. Và cũng giới thiệu luôn với các bạn là mình tên là Vũ Văn Thao. Đó, thì các bạn có thể thấy là ok, nếu vậy thì cái con chim cu gáy này thì được nuôi với cái đặc tính là chúng sẽ hạ thổ, và chúng trên màn ảnh thì các bạn cũng có thể thấy là nó ăn thóc. Cái thóc này thì ra mình cố tình mình để cho một vài cái sự mọc mầm như thế để cho nó tạo sự hoang dã, giống như là ruộng mạ, giống như là ruộng nương ngô. Sau này nó đã mọc một ít rồi thì mình để trên cống và tránh mưa, tránh kiến, tránh những cái con nó ăn mất thức ăn của tránh chuột. Thì khi nó mọc mầm như thế thì thứ nhất là nó tạo được cái độ ẩm, và mấy cái cây mạ đó thì nó cũng sẽ có những cái con côn trùng, ký sinh trùng ở trên mặt đất nó sẽ trú ẩn trong đấy, và con chim nó thiếu chất thì nó sẽ ăn. Thế nên các bạn đừng nghĩ là lãng phí. Một câu đố tiếp theo là một đố các bạn biết là con nào là con trống. Đó. Thì các bạn có thể thấy là sau khi câu đố của mình được nói ra thì các bạn cũng có thể, một số người có thể nhìn nhận ra hoặc một số chưa nhìn nhận ra. Thì mình cũng nói luôn là trên cái cặp chim này của mình thì có một con chim bố là cái con mà nó có đốm 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 ở phần mỏ, phần cổ đấy. Đấy là con chim trống. Con chim này thì nó là chim rừng. Thì mình cũng bẫy được và thuần hóa đến bây giờ thì nó rất là thuần. Hiện bây giờ cái góc quay của mình đứng sát con chim chỉ khoảng 50 phân. Và con chim này có những lúc là mình cũng đã bảo được gáy thành chim khách. Tất nhiên con chim này thì rất là quý, mình cũng chưa có ý định nhượng lại cho ai, mua bán gì với ai cả. Đó. Chim giọng rất là hay, giọng
chính xác là thổ, như con này thổ gọi là chạm đồng. Thì cái gia đình chim vừa rồi thì các bạn thấy là nó đẻ ra một đôi chim non rất là đẹp. Với cái hình ảnh như vậy thì các bạn có thể là mang ra các bạn bón đó. Hoặc là ai mua thì mình có thể bắt này đi, đôi chim non này đi mình chuyển cho các bạn. Mình thì ở địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Với cái ekip của mình thì mình có cái xe đi từ cổng nhà mình đi đến bến xe Mỹ Đình. Và tại bến xe Mỹ Đình thì mình có cái văn phòng ở đấy, gọi là một cái văn phòng để trung chuyển. Cái số điện thoại của văn phòng thì các bạn có thể gọi vào cái số ở Mỹ Đình, văn phòng ở Mỹ Đình là 0979 3 con 8 và 3 con 0, có nghĩa là 0979 888 000, hoặc là số 046 802 802, đó là số máy bàn. Thì khi mà chim các bạn đặt thì có hai hình thức, là các bạn có thể chuyển khoản trước cho mình, thì những người bạn chuyển khoản thì bao giờ cũng sẽ rẻ hơn một chút. Cách thứ hai là các bạn có thể là đến khu vực trung tâm Hà Nội, đến tận văn phòng Mỹ Đình, các bạn nhận chim và trao tiền cho chúng tôi. Hình thức tiếp theo là các bạn có thể là gì, các bạn ví dụ như các bạn ở ở Yên Bái, các bạn ở trên Bắc Cạn, các bạn ở trên Hà Giang, thì tự các bạn biết cái xe ở quê hương các bạn về đến trung tâm Hà Nội, có thể là bến Mỹ Đình, bến Yên Nghĩa, bến Giáp Bát hoặc bến Gia Lâm, thì bên mình vẫn phục vụ, tất nhiên là ưu tiên vẫn là bến Mỹ Đình. Thì các bạn sẽ gửi thông tin của mình và đưa tiền cho nhà xe, sau đó báo cho nhà mình, cho bên mình thông tin đó, thì bên mình sẽ tiếp nhận và gọi điện cho lái xe, và gì bên mình sẽ có người ra tận nơi để giao chim cho lái xe, và lái xe sẽ cầm chim quay trở về quê hương các bạn gửi cho các bạn. Ngược chiều đó, trong khi đó là mình sẽ đi lại có một lần, mình sẽ lấy tiền của các bạn qua nhà xe. Trước kia thì mình cũng gửi chim về tận quê hương các bạn, nhưng mà có một số anh em là chơi không được đẹp, là không thanh toán cho mình, chim của mình là đi du lịch rồi lại quay về. Thì chính vì vậy bây giờ các bạn mua là các bạn cần chúng tôi hơn, chúng tôi cũng rất cần các bạn. Thế nhưng mà các bạn nên chủ động, các bạn nên hành động trước chúng tôi. Một trong những cái yêu cầu mà trên cái tổng đài của chim cu gáy hay của mình ấy, thì các bạn gọi cho mình rất nhiều. Cái số điện thoại là 0163 5305982 là quá tải. Hiện giờ mình có lập thêm một cái sim nữa để có một cái người trực để giải quyết đỡ công việc cho mình. Đó là cái số là 0989 177 982. Thì các bạn có thể là yên tâm là các bạn gọi cho bên mình và đặt hàng bên mình. Bên mình đã có những cái việc đền chim đi xa nó bị thất thoát do nhiều lý do, hoặc có những cái các bạn không thể biết. Trên màn ảnh các bạn thì các bạn cũng có thể vừa thấy là cái đôi chim này có thể nói là như một đôi chim uyên ương. Cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy là đúng là như ngoài thực tế chúng được đi kiếm ăn như thế nào. Chúng ăn ở dưới mặt đất. Và con chim này thì thường là chúng không bậu những cái ngọn, cành nhỏ. Chúng bậu, bay rồi bậu, chứ chúng không chuyền cành liên tục. Chúng gọi là neo cành, chứ không phải là nhảy cành. Hiện giờ thì bên mình thì có hai cơ sở, và số lượng chim lên đến hàng nghìn và hàng trăm cặp. Bên mình thì thế mạnh là chim giống, có những cặp chim giống rất là tuyệt vời sẽ phân phối cho các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Thì cái việc này thì được ra là xuất phát từ cái niềm đam mê. Thì mình cũng thấy là ngoài thiên nhiên thì rừng được chặt phá, con người thì súng ống và cái lưới, cái sự đánh bắt rất là tinh vi. Nếu như không có những cái tầm nhìn xa thì có thể là giống chim này cũng sẽ bị tuyệt chủng và không còn những cái con giống hay nữa. Thì bên mình chủ yếu là giọng thổ, thổ đồng, chạm đồng, hoặc là nếu không thì cũng phải là còi.
Tất nhiên chim thì cũng là thưa với các bạn là bố mẹ rất hay, nhưng có thể là con cái nó chỉ đạt được khoảng 60-70% hoặc hơn một chút, 80%. Chim non thì mình cũng cố gắng là giữ lại được những cái gen, những cái cặp chim khi mình đã test, có nghĩa là đàn anh nứa chị của nó là đảm bảo chất lượng, thì mình đánh số ghi sổ. Thì khi mình bán cho các bạn thì mình cũng đã có những cái thông tin về cái con chim non đó rồi. Thì các bạn cứ nuôi đi, trống mái thì mình cũng sẽ có trách nhiệm, và giọng âm thì mình cũng sẽ vẫn có trách nhiệm với các bạn. Bên mình là xác định là gây dựng thương hiệu chim cú gáy hay của Vũ Văn Thao thuộc địa phận Ba Vì, Hà Nội, phân phối toàn quốc Cà Mau, Cần Thơ, rồi tất cả luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn là bảo vệ cái uy tín của mình và giữ trọn niềm tin của bên mình. Cũng mình chia sẻ những cái clip cũng như cái kinh nghiệm, có thể là có những cái còn thiếu sót thì mong những người đã có dày dặn kinh nghiệm bỏ qua thông cảm, và ngược trở lại thì cũng đem lại được những cái kiến thức khá là bổ ích cho một số bạn. Mình cũng rất là hãnh diện và vui vẻ khi đón nhận được những cái cuộc điện thoại cảm ơn, những cái lời nói rất là ấm lòng của mình. Mình Tất cho bạn nhiên là cũng mượn, có những lúc đây là những cũng cái bị ném cặp đá chim mà mình mua cạnh trên mạng, con nhưng không sao, chim đến sinh việc sản đấy thì của mình cũng có mình thể thông khoảng cảm. 50 Con người thì thực ra cũng 50 không phải 10 người như cm nhau, đi thì mình cũng cố gắng là để không mượn cái lời nói xảy ra duy nhất cái gì cả. của chủ đề con chim Thì các gáy bạn yên tâm. Trở lại vấn đó đề là tại thì cái sao cách nuôi đó thì các bạn cố gắng là nuôi hạ thổ. hạ thổ Trên cái video này thì mình sáu cũng ba năm ba không chia sẻ năm với các bạn chín là tám hai mình nuôi một chim, một đôi chim bố mẹ, chim cu đất cu ta mình, cộng với một đôi mình chim đam mê chim cu gáy cu Nhật vẫn Pháp luôn tìm tòi về tập trong cho một cái nó chuồng. cũng như đem lại cho À, bạn bởi lẽ là nếu như nỗi các bạn đau thả bi chim ai đôi cu khi ta nữa sinh vào con thì cú chúng gáy. sẽ theo cái đặc Đây tính là là một chúng hình sẽ nuôi sinh sản con đực oán chúng sẽ hận ganh cả chủ nhau nhân và chúng sẽ từ tranh giành lãnh bố. thổ, chúng sẽ đánh nhau. Thế nhưng mà nếu như các bạn nuôi chim Nhật Pháp vào chung thì chúng sẽ không đánh nhau, bởi vì là chim Nhật Pháp Đây nó là là một thuộc chim cái mới, loài bạn nhìn khác, thấy mã của nó loài thì khác, nó vậy, hoặc là cái sự màu lông đó nó sẽ tạo ra một cái giới khác mà nó không có cái sự đố kỵ ganh tị, ganh tị gì cả. Chính như vậy là chúng sẽ không không chúng sẽ không đánh nhau. Và cái ưu điểm của cái này, chúng ta có thể tiết kiệm được cái diện tích và phát triển cái đầu chim lên rất nhiều. Cái ưu điểm tiếp theo là các bạn có thể là nhặt trứng từ đôi chim cu ta này sang cho đôi chim cu Pháp nó ấp. Thì khi mà nó ấp hai quả thì đôi chim cu ta nó sẽ đi đẻ tiếp, và nó như thế là chúng ta sẽ có 4 quả trứng hoặc là 6 quả trứng dành cho hai cặp chim trong một cái lồng. Xin thưa với các bạn là đây là ý tưởng đầu tiên của mình, và có lẽ là sự chia sẻ này của mình cũng hết sức chân thành với mọi người. Tất nhiên trong cái việc bí quyết kinh nghiệm thì còn rất nhiều. Nếu để viết lên sách hoặc là nói thì mình có thể nói rất nhiều rất lâu. Thế nhưng mà đây là sự chia sẻ, nó mang tính chất tham khảo. Và tất nhiên các bạn ai có muốn biết cái sâu xa hơn thì có thể là gọi điện cho mình về vấn đề gì đấy, cách cho ăn, cách làm chuồng, cái chu kỳ tập tính, hay là cái cách chữa bệnh, một số những cái nỗi thì mình có thể là phân bua sau. Trên cái kênh của mình thì cũng có rất nhiều những cái chủ đề về chữa bệnh chim, về cái nuôi chim non, về cái cách ghép chim và cách nhận biết chim. Thì các bạn có thể thấy là cái con chim cu này thì luôn luôn đem lại một cái niềm vui cho mình. Thì mình lúc nào mình cũng thế, mình ra mình ngắm, mình nghía, rồi mình tìm tòi, mình suy nghĩ. Mình đã gây dựng được hai cái trại chim lớn nhất miền Bắc, cũng không phải là một sớm một chiều. Mười mấy năm nay mình đã từ lúc nuôi nhỏ lẻ đến lúc nuôi phát triển diện rộng, và có những lúc thăng trầm, có những lúc thất bại, và như đến giờ thì có thể nói là tạm thành công. Có những lúc mình đã từng ghép một trống hai mái hoặc là hai cặp cu ta trong một chuồng như thế này, thì cũng có những đôi thành công. Đấy. Và các bạn là cái thành phần thức ăn rất quan trọng.
cái tập tính của nó như thế nào các bạn cũng nên biết. Thì để tiện cho cái việc giao lưu và mua bán lịch sự, mình mong các bạn chuyển khoản cho bên mình với cái số tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp Agribank chi nhánh Ba Vì với chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Số tài khoản như sau là 22102051568681. Mình xin được nhắc lại là chủ tài khoản là Vũ Văn Thao, Ngân Agribank chi nhánh Ba Vì, 22102051568681. Còn trên cái Zalo thì các bạn có thể search Zalo và kết bạn với mình vào cái Zalo là 0163 5305982, hoặc là cái kênh YouTube Chim Cú Gáy Hay của mình thì các bạn có thể vào YouTube các bạn search là Chim Cú Gáy Hay, hoặc là các bạn search theo cái tiêu chí mình đăng ký cái kênh YouTube của mình bằng cái mail là máy tính Ba Vì a@gmail.com. Mình tên là Thao, Vũ Văn Thao, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu cái sự chia sẻ cũng như sự gắn bó về con chim, mong rằng sẽ được giao lưu, kết bạn cũng như là mua bán với tất cả anh em mọi miền trên Tổ quốc, những người có máu yêu thích con chim cú gáy, đam mê con chim cú gáy, những cái lồng chim. Tới đây sang năm 2018 á, thì mình sẽ có cái đề án phát triển những con chim ca, con chim đa, đại trà và nhân giống sinh sản nhiều như là con chim cu gáy mình đã từng mơ ước và đến bây giờ cũng đã là khá thành công. Thì con chim đa thì các bạn cũng có thể là mua giống ở bên mình, mua chim non ở bên mình. Tất nhiên là cái con chim đa thì hiện giờ thì mình số lượng nó sẽ chưa được nhiều chim cu gáy. Cái diện tích ở quê hương mình đang sống thì trung du miền núi, các bạn có thể thấy là cây đồi triền đồi, những cái bãi, những cái đồng rừng rất là đông, có những cái con chim ở chỗ khác sổng bay về rừng này và thấy đàn chim của mình thì xuống, có những lúc mình mở cửa đồng ra là chúng vẫn vào ăn, hoặc là mình có thể là bẫy được, đánh bắt được và mình lại nuôi tiếp. Thì cái này gọi là lộc. Quý vị các bạn cái này, muốn cái này nắm bắt được kỹ thuật cũng như mua những cái tự nhiên chim đôi chim nó giống về chim cu gáy và mình miền sở Bắc hữu được mà chim đi đâu đấy là một thuần cái chủng chim thiên phú giống tốt thì hãy liên hệ cho tổng đài chim cu gáy của bẫy chúng tôi. Thì hiện giờ bên mình đang có tên cái Thao bẫy giò, ngoài này thì cái anh em nghĩa vẫn là bông cắm một câu gọi là vua chim cu gáy và để chim mồi rất là khiêm tốn các bạn, xuống mặt đất sau đó là rắc lúa xung quanh, thông cảm cắm giò xung quanh cũng tạo thành vòng vây con chim ấy đâu thì rồi. Chim một số xuống đấu hoặc là chim ăn cùng mà cũng có một số sẽ đi và đá và bị thắt vào chân, nói chung là cái này thì mình cũng hoặc là cái bẫy là bẫy lồng sập ở ngoài Bắc thì gọi là bẫy cành, bẫy treo, bẫy cây đều là thích chim cu gáy cả, khi con chim mồi ở bên trong lồng gáy của mình đấu lại con chim này, có thể thấy là con chim rừng mồi này mình bay và bậu vào cái cầu đó bao nhiêu rồi năm thì đồng nghĩa với cái sự là lẩy cá và sập. Gây dựng được những con chim rừng hay thì mình chim cũng sẽ cố gắng sẽ ghép thành nhân con giống bố để bảo to chuẩn bảo tồn cái một trong chim những cái thân thiện với con người nghiên cứu nữa của mình chia sẻ với các bạn là cái mẫu lồng. Thì vừa rồi mình làm ra khoảng 200 cái lồng mà bằng nhà tôn xanh như rất thế là nhiều chim. Thì các bạn cũng có thể là làm theo hoặc là các bạn có thể tham khảo cái mẫu lồng này thì về cơ bản thì cái chi phí thấp, nó hình tròn và nó rất phù hợp với cái con chim cua gáy. Cái thể tích bố mẹ Nhật Pháp cái lồng á, thì cái đường kính vành tròn đấy, cái đường kính của cái vành tròn đấy là 70-80 cm, của mình là 75 cm, mình cũng lấy cái con số 75 đấy cho nó tròn trịa. Và một cái dãy lồng như thế thì mình nuôi nhiều chim đúng những không? Đôi chim thuần, những đôi chim Nhật Pháp ở dưới bóng cây như thế này, và cái cửa của chúng thì bóng cây bằng cái trái tim, khi các bạn thò tay đây vào rút tay ra cho ăn hoặc bắt chim ưu đãi ở quê thì hương mình. Cái trái tim đấy nó tự nó đàn buông chim xuống
hoang dã. Làm cái mẫu lồng này thì dễ Mình bắt đã chim, từng và nhặt chim chim rất nước là ngoài khó này rất sập, nhiều về không bao rồi giờ chim sợ bị quên ốc. đóng cửa lồng. Ok. Nguyên liệu thì các bạn mua cái sắt 6, các bạn uốn thành ba cái vành hình tròn, Mình thực hiện sau cái đó video là này thì cũng hàn vào và các bạn quay có nó nhiều xanh, người ý kiến các bạn quấn tôn xung là quanh và tôn nên chỉ làm cụ thể hơn, sát sao định. hơn. Thì các bạn làm thứ nhất là làm Suốt dọc từ đây là một cái đấy, dãy ở giữa chuồng làm vòng chim tròn thì như mình này. đánh số đánh má đầy đủ. Thì các bạn làm thì các bạn mua cái tôn lá, mua tôn xanh đấy. Thì nếu mà chỗ nào nắng quá thì các bạn phải đậy blue lên trên đỉnh tổng tôn. Nếu như các bạn cụ thể thì các bạn có thể gọi điện cho mình. Cái xương lồng đó thì các bạn làm thì nó chi phí nó cũng thấp thôi mà nó hiệu quả đẹp. Một lần nữa, Văn Thao không biết nói gì hơn. Xin chúc cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến cái kênh Kim Khu Gáy Hay miền Bắc của mình. Và nhớ hãy đăng ký kênh và cả hãy thực hiện những cái câu hỏi để mình trả lời. Mình cảm ơn các bạn, chúc cho các bạn có được sức khỏe, có được con chim cu gáy hay của mình, của riêng mình về giọng âm và dáng dấp cườm. Hãy tin tưởng và yên tâm là lúc nào Thao chim cu gáy ngoài miền Bắc luôn luôn đồng hành cùng các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.